Xin chào các bác đã đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Simplon XC100, một dòng xe đạp được sử dụng bộ chuyển động Shimano Aceza, đùi đĩa trục rỗng khung nhôm, ghi lông carbon. Đấy, đang bán tại cửa hàng mức giá là 6.900.000 cho một chiếc xe đạp để cho các bác mua về phục vụ nhu cầu thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe hàng ngày. Chiếc xe đạp khung nhôm đến từ thương hiệu Simplon. Nhôm được sử dụng trên chiếc xe này là nhôm 7005 các bác nhé, loại nhôm siêu nhẹ, cực kỳ là ngon, rất là cao cấp trong dòng xe đạp thể thao. Đây, tất cả thông số nhôm đây. Đây, nó có ghi thông số đây. Đây, model là XC100. Được sử dụng bộ group chuyển động Shimano Aceza, bộ đề sau và phía trước. Bộ này là 9 tầng lip và 3 tầng đĩa, cho xe có 27 tốc độ khác nhau. Đùi đĩa trục rỗng, đùi đĩa đạp trục rỗng và vành. Vành chiếc xe là vành 26 inch. Vành 26 inch, nốt Maxxip. Đấy, và cái cách đan đũa các bạn nhìn trên hình đây, rất là đẹp. Đan song song đối xứng nhau, vành rất là đẹp. Và mayer của chiếc xe là mayer đi vòng cuối lỗ các bác nhé, vòng cuối lỗ. Chắc chắn là chạy 4 viên bi vòng rồi, cuối lỗ là 4 bi vòng các bác nhé, 4 bi bạc đạn đấy. Trên phần vi đông đây thì vi đông của chiếc xe là vi đông carbon. Carbon, ghi đông của Ford, Ford Tăng. Đây là carbon và sử dụng bộ tay bấm xả Shimano Aceza, phanh dầu của Shimano. Một bộ cấu hình rất là ngon trong cái tầm giá. Máy ở trước cũng là bi vòng luôn các bác nhé, bi vòng luôn. Thì đây là một chiếc xe size nhỏ dành cho các bác chiều cao từ khoảng 1m50 đến 1m60-65. Thì bây giờ em sẽ vào đo size, đo trục đứng trục ngang của xe. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xoay xe từ tâm trục đạp đến khóa yên là 40 cm, từ khóa yên tới tâm củ phốt là 53. Chiếc xe có size nó rất là nhỏ cho các bác, từ khoảng 1m50 đến 1m60-65 đi phù hợp. Bộ chuyển động full Shimano Aceza với 9 nip 3 đĩa và 27 tốc độ khác nhau. Chuyển động các thứ của xe thì còn rất là mượt. Thì giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 6.900.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác và đăng ký lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.